chào. Xin chào các bạn, I'm ID và Muhammad in city Nha Trang, Tuy Hòa. Tuy Hòa, Tuy Nha Trang, Tuy Hòa, Nam, very very Nam. Tuy Nha Trang, today we have a good result. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ta thế rồi và cổ vũ cho đội tập đoàn Lộc Trời, cho vỡ tập đoàn Lộc Trời. Bye bye, cảm ơn. Áo xanh, áo xanh. Hôm nay cả đội đang cà phê chuẩn bị tới giờ xuất phát. 7:30 giờ xuất phát chặng 18. Tuy Hòa đi Nha Trang 135 km. Đâu cả nhà. Hôm nay chuẩn bị diễn ra chặng 18. Chặng đua ngày hôm nay từ thành phố Tuy Hòa đi thành phố Nha Trang. Hiện tại rất là nóng. Chị ba này, anh Dương ba làm gì? Em chào khán giả anh thôi. Chào khán giả của kênh Trình Đức Tâm Sài Cô Linh. Em có quảng bá trên kênh YouTube của anh mà. Anh cho phải quay gần vào một chút xíu. Em có quảng bá giùm anh không? Nhớ nào tạo cho anh cả kênh TikTok đấy nha. Vlogger nổi tiếng Trình Đức Tâm. Hot boy đừng đùa. Đà rồi em ạ. Bây giờ thế hệ trẻ này, mấy trẻ này nó ngồi em ạ. Có biết danh nhà Tâm tóc dài. Quay bây giờ vận động viên này buổi sáng đi phỏng vấn lại viên rồi. Đây là biên tập viên Tối Văn. Sao mà vân tem em toàn đi đâu mất tiêu. Em toàn đi đâu mất tiêu, anh kiếm em muốn chết luôn á. Bây giờ em giới thiệu đi. Em giới thiệu tên tuổi. Bây giờ Tú Vân có thể cho khán giả bên kênh của anh biết là họ và tên, tuổi, tháng năm sinh của em và đã có người yêu đương gì chưa không được. Em ngồi ghế đi. Hỏi luôn. Qua đây không gặp nữa, dành mối mày ấy. Anh hỏi lại. Xin chào Tú Vân. Hôm nay là chặng đua thứ 18 thì cũng là gần một tháng xa nhà rồi. Em để cho em biết, cho anh và mọi người biết cảm nghĩ của em khi đi xa nhà công tác một thời gian dài. Và em có thể cho biết là cái CV lý lịch của em để cho mọi người có thể biết, đúng rồi. Cho khán giả của kênh Trịnh Đức Tâm Sài Gòn Linh thì chắc là Tú Văn cũng đã gắn bó với đường đua 4 năm rồi. Nhưng mà có vẻ xuất hiện ít hơn tại vì Tú Văn toàn đi xa đường đua để làm cảnh đẹp thôi. Còn sở yếu lý lịch thì chắc bỏ qua đi, ngày tháng không sử dụng được đâu. Còn đi xa nhà thì chắc chắn phải nhớ nhà rồi. Còn nhớ ai nữa không? Nhớ gấu. Nhớ gấu, ok. Thế bây giờ hiện tại bây giờ là hôm nay đã chặng 18, chỉ còn có 6 ngày. 6 ngày nữa thì sẽ về tới Sài Gòn rồi. Thì anh chúc em và cả đoàn mình có nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và chuẩn bị trở về với gia đình và về với gấu sau hơn một tháng trời đi xa nhà công tác. Em chúc đội An Giang sẽ thi đấu thật là thành công, là lúc nào cũng tươi, với lại sẽ được các idol top Ngô Văn Phương nè, các hot vlogger Trịnh Đức Tâm nè là mời chè khi mà về Sài Gòn nhé. Ok em, hôm nay về Nha Trang anh mời luôn đi. Nhưng Nha Trang là đã ăn mừng trước rồi ạ. Ăn mừng trước luôn. Ăn mừng mời em trước luôn nha. Cho nghỉ ở Nha Trang tới 3 ngày đó. Có thời gian. Ok em nha. Đó, đây là biên tập viên xinh đẹp Tú Văn nha cả nhà. Rồi mấy con coi chúc cho bà Đàm đi. Con xin em trời. Các thành viên đội tuyển quốc gia đang tập trung họp riêng. Đang họp riêng các anh em đội tuyển quốc gia ở nhà ơi. Anh nghe đâu thông tin của bên liên đoàn thì kêu sắp tới đua dòng giải này kia đi chơi game nữa nào. Không, nhưng mà em cũng
là tại lên hả? Tại là chạy xe gia đình. Vì mà có sắc áo có Việt Nam sao? Đây là chạy xe gia đình. Có tiền anh em ở đây. Giờ anh em à? Có gì đâu, đua xong thì lên mà. Busy Game tăng năm đua rồi. Sao? Tại vì em đi lên á, mấy em muốn với đây không ai dẫn gì tạp. Mẹ ơi, đi hết rồi ai đâu đã gà. Ôi ôi, anh thấy anh nói nhỏ luôn. Anh đã nói đúng rồi. Đúng rồi, nói to nữa. Thế là có ai tụ đấu đúng bài. Đâu rồi, đây gà. Đâu rồi, đây gà. Đâu rồi, đây gà. Đúng rồi. Ok, mấy em ở nhà đi, ở nhà chung nha anh. Xuất phát chặng 18. Qua đi thành phố Nha Trang.
kết thúc chặng đua 18. Đi Hòa đi của Nha Trang. Tiết quá nóng rồi anh ơi. Hello mọi người. Thì hôm nay chúng ta hôm nay đã kết thúc chặng đua thứ 18 và cả đoàn đã tới thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, kết thúc một chặng đua đầy nắng và gió. Một chặng đua hôm nay leo đèo cả khá là mệt đối với các vận động viên. Thì sau chặng ngày hôm nay thì ngày mai sẽ chạy đồng đội tính giờ tại thành phố biển Nha Trang. Thì, ngày mai sẽ là một cự ly tốc độ 32 km. Mọi người cùng chờ đón chặng đua ngày mai và ủng hộ cổ vũ cho đội tập đoàn Ngọc Trời cũng như Hàn Ngọc Trời trong chặng đua ngày mai nha. Cảm ơn mọi người. Okay, chưa? Đây có đá nha anh, có đá dẫn vào đầu anh. Ai không biết anh mà ai giờ. Mày ở nhà. Mày là một trận rất là nắng nóng. Mày lúc đá để hồi phục.